đình là số một, và gia đình là số một, và gia đình là số một, một 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 hey. Không thì tính khí hay thật thường lắm, khi mưa khi nắng khi vui buồn. Mà thì hay tám vô tư hàng ngày, ôi thật lắm lúc điên đầu. Cha tôi lúc nào cũng không thành tài, nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Bơi ba, con mới mua chiếc xe hơi nè ba. Trời ơi, con mới mua nè, con mới mua. Đẹp quá. Dạ. Ui, con trai của tôi. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Anh. Ba. Anh. Anh sao vậy? Hả? Ừ. Sao tự nằm ngủ đây? Nào không đi làm hả? Có chứ. Anh nằm chút xíu anh đi làm mà. Anh không sao hết. Sao nằm kêu ba quá trời vậy? Nằm mơ thấy gì hả? Không sao đâu. Ờ. Đừng có chọc anh nữa mà. Em nói thiệt mà. Anh nói thiệt nha. Nhìn mặt anh cho kỹ á, mẹ em còn không thèm nhìn nữa. Huống hồ gì mẹ em muốn gặp anh. Khó tin quá đi. Thiệt luôn đó. Tại vì tính của mẹ em á, em biết mà. Nhìn mẹ em á, nhìn có vẻ lạnh lùng xa cách vậy thôi, nhưng mà hả, bên trong mẹ em tình cảm lắm á. Với lại gần mẹ em mới biết được là em cảm nhận được là mẹ của em dần dần có thiện cảm với anh rồi đó. Thôi, anh không tin đâu. Anh nghĩ á, chắc mẹ em chỉ cần nhìn anh được 10 phút thôi là cùng. Trời ơi, sao anh bi quan quá vậy? Anh nói giỡn thôi. Chứ mẹ em chịu gặp anh á, là anh may mắn lắm rồi. Không ngờ là thầy Phúc của tôi hôm nay á, khiêm tốn dữ quá ha. Mà nè, em đi Thái Lan nào chưa? Dạ chưa, sao vậy anh? Anh có thằng bạn ở bên Thái Lan á, nó chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nó mời anh qua nè, em đi cùng với anh không? Dạ, rộng lắm. Thì tụi mình ở lại đó luôn. Coi như là thứ sáu mình đi, rồi chủ nhật mình về. Tụi mình chưa đi chơi xa lần nào mà. Dạ, em đi. Vậy nha, quyết định vậy nha. Ủa, Mẫn, làm gì vậy? Làm gì, làm gì? Chú ơi, anh nghe thông tin là như vậy á. Thiệt anh? 100% chính xác. Rồi anh tính đầu tư nhiêu? Tính anh em biết rồi đó, anh chơi lên chơi tới nóc thôi. 5 tỷ. 5 tỷ? Chứ làm sao? Cái vụ vừa rồi kiếm là em mừng dữ lắm rồi đó anh. Cái vụ vừa rồi á chỉ là con số lẻ trong cái chuyện này thôi. Số lẻ à. Nhưng mà nè, một ăn hai thua, anh tin sao? Em thua thiệt luôn. Em muốn lắm. Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì? Anh là anh tới luôn đó.
Mẹ. Thành về. Ủa, sao mẹ không vô phòng ngủ đi, ngủ đây làm chi vậy? Trời ơi, ta nói ngồi chờ nó mà Hạnh nó về trễ quá làm sao mà mẹ yên tâm mẹ ngủ cho được. Thôi mẹ cứ vô phòng ngủ đi, con chờ ảnh cho. Ừ, vậy thôi chờ chồng con nghe. Dạ. Sao nay nó về trễ quá vậy? Con cũng biết nữa. Sao bữa nay về trễ dữ vậy ta? Alo, anh Thắng hả? À, em suy nghĩ rồi. Lần này em gom hết vốn chơi với anh luôn á. Dạ, 4 tỷ. À khoan, anh em biết làm ăn kỹ cái này nhưng mà có khi nào mình thua trắng không anh? Anh không có chắc 100% hả? Vì sao em dám anh? Cho em suy nghĩ một chút nữa nha. Anh hả? Sao giờ này chưa về nữa? À, anh đang có công việc ở công ty. Sắp xong rồi. À, anh về liền giờ á. À, em ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Sao anh? À, lỡ nếu lỡ thôi à, để về nhà đi rồi à, anh nói chuyện với em ha. Anh chuẩn bị về. Ờ ba không có làm gì được hết, làm cái gì cũng hư, làm cái gì cũng gãy đổ hết. Ôi mà ba, không sao đâu mà, ba đừng có khóc nữa, con nhìn con xót lắm. Ba. Ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ba ơi, con thất bại nữa, ba ơi. Happy birthday to you. Con
xin lỗi ba. Một ăn hai thua. Mày không còn trẻ nữa Hạnh ơi. Ông chuyển nó cho tôi đi. Trời chuyện trời ơi, lỡ cũng sút người ta rồi. Lại nè, khoa học á. Phòng 2 nha, phòng 2 nha. Tiêu quyết tắc ca nha, tiêu quyết tắc ca nha. Ok. Tiêu quyết tắc ca. Tiêu hút đây không? Không có ông ơi. Vô đi chơi game. Đang đá banh nè. Lẹ, chuyện Ronaldo. Chuyện. Ông chuyển cho tôi đi. Chú Phúc bị đâu rồi hả? Tôi không biết nữa, chuyện gì vậy ông? Thì có ai gửi quà cho chú Phúc nè, tôi không biết ai đâu. Quà gì vậy? Không biết nữa. Mở coi đi. Ôi quà của người ta tự nhiên mình mở ra kỳ lắm. Trùng đá kìa. Rồi. Thuyết phục tôi xíu nữa đi. Thôi mà mở ra coi thôi. Coi chút xíu xong đóng lại đâu sao đâu. Tôi có xíu rồi nha. Ờ. Có gì nói ông nha Long. Đi gọi. Từ từ đang chuyện này. Ủa Long. Nè. Đó là nhân nữ mà. Có khi nào chú Phúc tính cầu hôn ai không ta? Đi ra chú Phúc. Tôi biết chủ nhân của chiếc nhẫn này là ai rồi ông ơi. Ai hả? Ông coi đi. Cô Diệu Hiền nhắn qua hả? Cô Diệu Hiền nhắn tin. Trời ơi, vậy mà bữa trước tôi có nghe con Hoàng Anh nó nói là thầy Phúc với cô Diệu Hiền quen nhau. Lúc đó tôi đâu có tin đâu. Tưởng xạo không? Ông ơi, vậy có khi nào là cô gì với chú Phúc sắp làm đám cưới không? Thì đó, chắc vậy đó, ai biết đâu. Vậy là gia đình chúng ta sẽ là gia đình nhà giáo, ông ơi. Đấy, vô chơi game, tôi vô game rồi. Không có chơi gì nữa đó. Thôi hả? Đang vui mà. Quên. Trời thôi mà. Thôi. Đừng buồn nhé em. Đừng làm tim em nhói đau. Tôi đá hài mày không? Thì không, tôi biết ông thương cô Diệu Hiền mà ông. Trời ơi, có gì đâu trời. Bình thường thôi. Thôi, để anh cho em tiền bỏ bà Thư đi đám cưới nè. Mẫn, Mẫn. Ây da. Làm gì mất? Nói gì đó chú? Tiki-taka lóc cửa lòng. Hai cái đứa này. Dạ. Là như la hét cái gì vậy? Tụi con đang chơi game á. Tiki-taka chú. Barcelona. Nó Tiki-taka của Real Madrid chứ. À vậy hả? Ủa? Người ta đưa tới rồi hả? Đúng rồi chú ơi. Chú có quên cái gì không? Quên cái gì? Cái mà người ta hay đeo vào ngón áp út đó chú. Nhận của chú đâu? Đó. Đây tôi đặt đúng không? Đây quá lòng rồi. Chú ơi, tụi con biết ý chung nhân của chú là ai rồi nha. Hai đứa nó bày bài gì vậy? Nhận của chú đâu? Ủa? Mẫn nó chưa trả lại cho chú hả? Thằng Mẫn. Hả? Sao chú thấy đưa chú gì đâu? Chưa trả chú. Có khi nào nó phá hủy chiếc nhẫn đấy không nhỉ? Ừ. Ủa vậy rồi hả? Nay ngủ dữ ta. Xuống đó ra rửa mặt kìa anh. Thì không đánh răng rửa mặt cũng được mà xuống ăn sáng được không?
Ê, trả chú cái nhẫn chưa kìa? Mất rồi. Cái gì? Mất rồi? Hay là không muốn trả? Tào lao quá đi. Em đang ghen đúng không? Nói thiệt đi, cô Dự Hiền mà em yêu thương bao lâu nay sắp lên xe hoa buồn hả? Thôi mà ông cũng kỳ nữa. Tôi biết tâm trạng của ông nhưng mà là chú mình mà, mình phải trả cho chú chứ. Trời ơi, tôi thấy có gì đâu. Không tại ông không á. Ê, tiền nhẫn người ta thì giữ đi, tiền đưa cho nó. Không chị. Có đưa đâu, tự nó giật mà. Xin lỗi nó đi. Chị, nó đánh mình nhá. Ủa Mẫn, nhận chú đâu rồi? Cảm ơn con nha. Ủa, sao tiền lại đưa nhân cho chú? Tôi biết ông đâu mà muốn như vậy đâu. Sao dễ dàng quá vậy? Sao mọi chuyện nó có thể đơn giản như vậy? Đúng rồi đó. Alo. Trời ơi anh Thắng ơi, em gọi anh hoài không có bắt máy, anh đang ở đâu vậy? Trời ơi mấy hôm nay em lo quá trời quá đất luôn á, không có ngủ được luôn á anh. Anh đang ở Singapore với gia đình của anh rồi. Anh đi Singapore là sao? Anh muốn dành những gì còn lại cho gia đình của anh thôi. Anh nói gì vậy anh Thắng? Sao anh nói cái gì mà nghe giống như là anh sắp chết vậy? Trời ơi anh Thắng ơi, tội nghiệp em lắm anh Thắng, em tin tưởng anh lắm. Em mới dồn hết, em đưa cho anh làm cái chuyện này mà bây giờ cái cú đầu tư này mà có chuyện gì là xong em luôn á. Anh đừng có nói gì em sợ nha anh Thắng. Anh à, bình tĩnh đi em, nghe anh nói nè. Chuyện gì đến á, rồi nó cũng sẽ đến. Chờ tụi sao đi, nghe. Alo. Alo. Con đây, Mẫn không có ở nhà. Đi rồi con. Ủa vậy hả cô? Ừ. Sao kỳ vậy ta? Con tính lại rủ Mẫn đi coi phim á. Bà nội. Ừ? Hay là bà nội đi coi phim với con nha. Bà nội không thích coi phim đâu, con bà nội già rồi. Tôi cũng ghét coi phim. Tôi bận lắm. Vậy không có Mẫn ở nhà, vậy thôi con xin phép con đi về. Con về đi con. Ừ. Ủa sao không lại chơi thêm chút nữa? Ba. Vậy hả ông nội? Vậy để con coi. Hay là con ở lại, con đợi Mẫn về. Con ơi, Mẫn đi đâu biết chừng nào nó về đâu. Thôi con cứ về trước đi nha. Dạ. Bữa khác con chơi con. Con suy nghĩ lại rồi. Hay là bây giờ con đi về nhà, hôm khác còn lại con chơi. Dạ. Con chào cả nhà, con đi về. Chào nhà, chào con. Con về nha bà nội. Về đi con. Về rồi con. Yeah. Ông đó nè. Đúng rồi, cứ mời lơi không à. Ba ơi, mốt đừng có lỡ lời vậy nữa nha ba. Ai biết, nó ở lại. Ủa cái chén tôi đâu vậy? Trời, sao con lấy cái chén qua con ăn luôn vậy? Con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. Nè con. Dạ. Bộ nhỏ này là bồ của thằng Mẫn hả? Never, never, never. Không bao giờ có chuyện nó xảy ra đâu mẹ. Thằng Mẫn nó còn nhỏ mà yêu đương cái gì không biết. Vậy chứ còn thằng Minh yêu Yumi đó là sao? Yêu hồi nào đâu, hai đứa là chỉ là bạn bè thôi. Với lại bây giờ Yumi nó bỏ đi rồi, đâu biết đi đâu đâu. Một thời gian nữa Minh thấy nó cũng quên con bé đó. Dạo này á, mẹ thấy thằng Minh nó cũng vui, chắc nó quên Yumi được rồi. Dạ. Ăn cơm. Ủa anh? Sao tự nhiên uống nước tương vậy? Hả? Đi hả? Không uống vắng. Nước tương mà cầm lên rồi. Ủa ba? Ngu. Ngu. Thị phạm, ngu. Bắt chước nó. Sao vậy trời?
hả? Chưa ăn hết cơm đi đâu rồi con? Anh. Ủa đó. Ủa nó sao vậy con? Mẹ ơi. Sao? Ba. Nó sao vậy? Chồng con bỏ bữa rồi. Rồi sao nó như người mất hồn là sao vậy? Con biết nó tại sao chồng con bỏ bữa rồi. Mặt như buồn ngủ vậy á, lại nó đi ngủ á trời. Hay là nó mất ngủ hả? Con đâu biết đâu. Ngộ quá. Tự nhiên lấy chiếc nước tương uống cái ọt. Trời ơi, trời ơi, mày vậy? Trời đất ơi, mình điên thiệt rồi. Sao tự nhiên dồn hết của cải vô trong đó vậy? Nguyễn Đức Hạnh ơi là Nguyễn Đức Hạnh. Chiến này chết rồi. Anh Thắng là người cẩn thận, không bao giờ đầu tư cái gì mà không chắc ăn. Yên tâm, đừng tự hồ mình. Trước sau thì mình cũng giàu thôi. Cười nào. Ê Minh. Minh. Gì? Cô Hiền đến tìm ông kìa. Thiệt không? Ờ. Thiệt hả? Chứ đùa à? Là đùa đó. À, lâu quá không ăn đòn giờ thêm đòn đúng không? Nó chạy dữ vậy? Nè, cô Dị Hiền tới nhà gửi thư cho em nè. Mẫn à, cô muốn nói chuyện với chú của em chứ không phải là em. Bị lừa rồi. Ủa, nó đang diễn hả hay là... Mẫn ơi, em bị thiệt hả Mẫn? Đúng rồi. Thôi để anh để bông băng thuốc đỏ cho em nha. Buông ra đi. Mày Mẫn. Buông ra đi. Xin lỗi mày Mẫn. À. Hạnh ơi Hạnh, à, con giữ cô Vo giùm mẹ đi. Chút nữa mẹ nó tới đó con đưa cho mẹ nó. Mẹ có con chịu đi chút. Ở với bác hai chút nghe. Bà đi. Ở với bác hai đi. Không còn cơ hội cho con ở lâu đâu. Đấy. Bác hai biết con buồn vì chuyện bác hai nè. Nín con. Mẫn ơi, từ giờ này chưa chịu về nữa, không bắt máy luôn trời. Ôi, Mẫn về chưa? Kêu về lẹ lẹ đi tôi chọc vào nữa. Thôi mà, ông đừng có chọc nó nữa, tội nghiệp nó lắm. Bây giờ nó bỏ đi rồi, không biết khi nào mới về nè. Không bắt máy tôi luôn. Gì kìa, kêu nó về lẹ lẹ đi chứ. Thôi mà, ông đừng có chọc nó nữa. Không phải, tại ông không biết đâu, tôi thấy nó tức, tôi mới thích. Thích cái gì? Hồi nãy tôi với ông lố quá. Bây giờ tội nghiệp nó, bây giờ nó bỏ đi luôn, nó chưa về nữa nè. Tôi đi trước đây. Mẫn ơi, về đi mà. Anh xin lỗi. Mẫn ơi Mẫn. Ê, hôm đó mà nãy em tao phải không? Thì giờ thì hôm nay mày ăn đòn chút sao? Ê!
Con bò thì vô đây. Thằng nào đụng tới thằng Mỡ, bước qua xe cát của tao. Mày thằng nào vậy? Tao là anh của nó. Anh em mình còn đánh tôi. Nè, đừng có giỡn đi nha. Anh, đi về đi, em với chuyện của anh. Có thằng anh nào bỏ thằng em khi chân nó bị thương không? Không có nhiều nữa, đánh nó. Dạ, chào cô chủ. Ủa con, Minh Mẫn rồi. Con không biết, ủa đi từ tối chưa về con. Sao giờ này tụi nó chưa về nữa ta? Anh đâu biết đâu, nhìn kỹ. Anh, trời ơi làm gì vậy? Anh đang ăn. Ăn cái gì nhả ra, nhai dấu kìa. Ăn uống cái gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi. Nè, chồng cô bị gì vậy con? Ô, chồng cô có hỏi con đâu biết đâu. Ba, mẹ. Wow. Ngồi để mày hỏi thôi. Dạ. Mấy bữa ra chồng con bị gì vậy? Con cũng biết nữa mẹ, nhìn ảnh như người mất hồn vậy. Ừ. Chắc chắn là nó bị thua lỗ chứng khoán rồi. Tôi mà đoán là không có sai vô đâu hết trơn trọi. Con thì cũng nghĩ như ba vậy đó, nhưng mà con không nghe ảnh nói gì hết. Bây giờ phải làm sao đấy ông?
Đúng rồi Hạnh ơi. Hôm đó chính là ngày tôi không bao giờ quên. Vậy là hơn 40 năm điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi. Mấy dữ vậy đó hả? Sao thấy sao thấy? Trời đất ơi, hợp với nổi quá nổi vậy hả? Cô Ba! Cô Ba ơi, cô Ba! Cô Ba ơi! Cô Ba! Cô Ba! Cô Ba! Cô Ba! Em nghĩ là bây giờ mình báo công an đi. Đúng rồi, mình báo công an trước đi anh. Khoan đã, mình thử đi tìm lại một lần nữa đi, nếu không thấy thì hãy báo công an. Anh sao vậy? Làm ba kiểu gì á, lo đi tìm con đi, lỡ con có chuyện gì sao em không biết đâu. Đón xem tập 201 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 3 tháng 1 năm 2018 trên kênh HTV7. Ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau, dù già lão nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly to the sky, we can fly. Gia đình là số 1, 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 gia đình là số